Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Juventus và AS Roma trong khuôn khổ vòng 21 Serie A. Juventus trở lại Serie A với tâm trạng vô cùng phấn khích sau khi họ trả xong món nợ với Inter Milan ở bán kết cúp quốc gia Italia bằng một cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo. Đó chính là động lực để siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục thăng hoa trong trận đối đầu với Roma, đội xếp ngay trên Juventus với một điểm nhiều hơn. Một chiến thắng là mệnh lệnh khi bà đầm già thành Turin được chơi trên sân nhà và có nghĩa vụ thu hẹp khoảng cách điểm số với đội đầu bảng AC Milan cũng như gây áp lực lên vị trí thứ hai của Inter Milan. Hơn thế, Juventus biết họ phải nắm cơ hội để trước hết là chiếm vị trí thứ ba của chính Roma, sau đó tạo áp lực với hai đội bóng thành phố Milan. Việc có đầy đủ những ngôi sao tốt nhất ngoại trừ Dybala và Ramsey bị chấn thương rõ ràng đã mang đến nhiều lựa chọn về chiến thuật cho huấn luyện viên Pirlo khi ông có thể thử nghiệm nhiều đội hình, lựa chọn nhiều kế hoạch nhân sự khác nhau cho Juventus ở trận đấu này. Trong khi Roma sẽ không có những cái tên đáng chú ý như Zaniolo, Pedro cho chuyến làm khách được dự báo khó khăn này. Juventus đang duy trì được phong độ rất cao kể từ trận thua Inter Milan vào tháng trước tại Serie A, trái ngược với phong độ thất thường của đội bóng thủ đô Rome. Đội luôn gặp khó khăn trước các đối thủ mạnh hơn mình. Dù cho đã giành chiến thắng 2 trong 5 số trận gần đây giữa hai đội, thì đội bóng áo màu bã trầu cũng không phải là đối thủ của nhà đương kim vô địch ở thời điểm này. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Juventus sẽ chấp Roma 3/4. Trong các trận đấu lớn mùa này, Roma chơi khá kém cỏi. Họ không còn khả năng đá những trận kịch tính với những đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong khi nhà đương kim vô địch Juventus, với những trận thắng quan trọng trước các đối thủ lớn, nên đương nhiên được đánh giá cao hơn. Vì thế, dù tỷ lệ chấp là khá sâu, nhưng người chơi có thể đặt niềm tin vào Ronaldo cùng các đồng đội của anh. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 3. Trong 4 lượt trận gần đây, Roma đều để thủng lưới ít nhất là 2 bàn thua trở lên, trong khi Juventus đều ghi được ít nhất là 2 bàn trở lên trong các trận đấu của mình. Và khi Ronaldo đã tìm lại được sự nhạy bén trước khung thành, bà đâm ra thành Turin sẽ có một trận đấu thăng hoa như chờ đợi và người chơi có thể cân nhắc chọn cửa tài. Dự đoán của Thể thao Văn hóa, Juventus sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.